Sáng ngày 21 tháng 4, Hội thảo Giải pháp chiếu sáng toàn diện đô thị thông minh cho đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang cùng Sở Công thương thành phố Cần Thơ đồng tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở ngành của 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp, ban quản lý, chủ đầu tư các đô thị, công trình. Tại hội thảo, đại diện Điện quang chia sẻ về giải pháp chiếu sáng toàn diện đô thị thông minh, bao gồm giải pháp chiếu sáng thông minh khu vực công cộng outdoor, giải pháp cao ốc thông minh smart building, văn phòng thông minh smart office, nhà thông minh smart home, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, giáo dục, y tế, thể thao. Theo Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, đô thị thông minh bao gồm 3 yếu tố. Quy hoạch đô thị thông minh thông qua việc sử dụng tài nguyên, hạ tầng đô thị, xây dựng các khu chức năng. Khu đô thị thông minh, nền kinh tế đô thị thông minh thông qua kinh tế tri thức, cạnh tranh, hiệu quả đầu tư. Quản trị đô thị thông minh thông qua chính quyền, người dân, cộng đồng, nền tảng pháp lý, tiện ích dịch vụ, hệ thống công nghệ thông tin thông minh. Việt Nam đang trên hành trình bắt nhịp xu hướng công nghệ hóa để khắc phục những vấn đề còn tồn động và phát triển mô hình này rộng khắp cả nước. Trên hành trình đó, Điện quang là một đối tác chiến lược đồng hành giúp kiến tạo các thành phố thông minh cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.